Ơi, hôm nay chúng ta cùng tôm chú cún con này với mình nhá. Đầu tiên mình cái tôm mắt và tôm cấm màu đen cứ. Tiếp theo mình phải có thân cây. Cây. Mình sẽ tô mây. Tiếp theo sẽ tô mặt trời. Bát ăn của chú chuối. Tiếp theo thì có mình sẽ tô màu xám. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Chúng ta cùng tô chú gà con này với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô chú vì chú gà này màu vàng. Mình sẽ cho bộ cây.
rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Theo mình sẽ tô những thân gỗ này màu nâu. Cái này là cây. Theo mình sẽ tô chú nhện này màu nâu, màu đen. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.